Yo, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hack Research. Chúng ta biết rằng Arbitrum trong khoảng thời gian vừa rồi đang là tâm điểm của thị trường crypto, với hầu hết tất cả những chỉ số on-chain đều có biến chuyển tích cực. Và bên cạnh đó thì hệ sinh thái của Arbitrum cũng đang ngày càng nhộn nhịp hơn khi mà số lượng dự án mới đang không ngừng tăng trưởng mỗi ngày. Vậy thì trong thời gian qua, Arbitrum và hệ sinh thái của Arbitrum đã có những biến chuyển như thế nào? Mọi người hãy cùng mình cập nhật ở trong nội dung của video lần này. Trước hết là đối với những thông tin về các thông số on-chain, về cơ sở hạ tầng của Arbitrum, về số lượng các địa chỉ ví mới thì trong tháng 2 vừa rồi, bên cạnh những tin tức xấu về kinh tế vĩ mô, ví dụ như là lạm phát không giảm đúng được như kỳ vọng của các nhà đầu tư, thì thị trường crypto lại có một nhịp hồi phục. Và động lực của cái đợt hồi phục này chủ yếu là nó xoay quanh mảng liquid staking với câu chuyện về update strong 2 của Ethereum. Và thứ hai đấy là động lực đến từ sự phát triển của hệ sinh thái Arbitrum. Và vào giai đoạn gần cuối tháng 2 thì Arbitrum, là tính cả L1 và L2, thì Arbitrum chính là blockchain nền tảng duy nhất trên thị trường đạt on-chain high về số lượng các transaction mỗi ngày, và số lượng giao dịch trên Arbitrum thậm chí còn có khi vượt qua cả Ethereum. Trong khi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Arbitrum đấy chính là Optimism, thì mặc dù là Optimism đã triển khai đợt retroactive thứ hai và bên cạnh đó còn triển khai thêm incentive cho các dự án trên hệ sinh thái của Optimism, tuy nhiên thì số lượng transaction cũng chỉ ở mức trung bình khá mà không thể đặt lên cùng một bàn cân so với Arbitrum được. Bên cạnh những số lượng về giao dịch, số lượng các địa chỉ ví active mỗi ngày trên mạng lưới Arbitrum cũng đạt on-chain high. Và không những vậy thì những số lượng người dùng mới trên Arbitrum cũng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại sau đợt sụt giảm của thị trường vào khoảng tháng 11 năm 2022 do sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX. Tất cả những chỉ số on-chain về số lượng địa chỉ ví mới hay là số lượng giao dịch và số lượng các địa chỉ ví có trên 100 giao dịch cũng đều có sự gia tăng rõ rệt. Và mặc dù là chưa ra token, nhưng mà nhìn vào Arbitrum thì chúng ta đang thấy rằng họ đang có một đà phát triển tương đối là nhanh nhưng mà lại cực kỳ bài bản. Về TVL thì mọi người cũng có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì Arbitrum Bridge là một trong những cây cầu có TVL lớn nhất ở trong thị trường crypto. Và mặc dù chỉ là một nền tảng layer 2, tuy nhiên thì TVL của Arbitrum Bridge thậm chí còn lớn hơn cả Rainbow Bridge của Near Protocol hay là AnySwap Bridge của Phantom. Ở thời điểm hiện tại thì Arbitrum Bridge đang là cây cầu lớn thứ hai theo bảng xếp hạng của về những cây cầu được bắc từ Ethereum sang những EVM chain. Và mặc dù là trong khoảng thời gian vừa rồi nhìn chung là TVL của các bridge khác đều giảm, nhưng mà chỉ có Arbitrum Bridge và cầu của zkSync là hai nền tảng vẫn đang giữ vững được cái mức tăng trưởng. Và nhìn vào quá khứ thì chúng ta thấy rằng trong những đợt mà thị trường sụp đổ mạnh, khi mà dòng tiền liên tục được rút khỏi các cái hệ sinh thái khác nhau, thì Arbitrum cũng không thoát khỏi cái tình trạng như vậy. Tuy nhiên thì khi mà thị trường giảm nhẹ hoặc là sideways thì TVL của Arbitrum cũng sẽ có sự phục hồi. Và đặc biệt khi mà thị trường chung đều hồi phục TVL thì Arbitrum lại có một mức tăng trưởng rất kinh khủng. Nếu chỉ tính từ đầu năm 2023 tới bây giờ thì TVL của hệ sinh thái Arbitrum đã tăng trưởng gần như là 100%. Và tại thời điểm mình làm video này thì đang có một đợt giảm nhẹ. Và nhìn vào hệ sinh thái của Arbitrum thì chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều những cuộc chiến tranh giành vị trí top tier của các mảng khác nhau. Và đi kèm với đó là sự cạnh tranh về incentive dẫn đến việc mà dòng tiền được liên tục thu hút về hệ sinh thái của Arbitrum. Một số cuộc chiến đã rõ ràng như là Dex Wars, GLB Wars, cùng với đó là một cuộc chiến cũng đang dần hình thành lấy là Option Wars, thì mình sẽ trình bày chi tiết hơn sau video. Tiếp theo là một vài cập nhật về Arbitrum và Upchain Labs. Thì Upchain Labs là đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm phát triển Arbitrum. Và vào ngày 7 tháng 2 vừa rồi thì Upchain Labs đã chính thức công bố về việc triển khai bản cập nhật Stylus cho cả mạng lưới Arbitrum Nitro và Arbitrum One. Và trọng tâm của bản cập nhật Stylus đó chính là đưa ngôn ngữ lập trình Rust, C và C++ và nhiều ngôn ngữ lập trình khác lên mạng lưới của Arbitrum. Nói chung có nghĩa là thay vì phải sử dụng Solidity để lập trình thì các dự án Arbitrum và các nhà phát triển đã có thể lựa chọn những cái ngôn ngữ phổ biến khác. Và theo như họ có giới thiệu thì với cái bản cập nhật này, các dự án ở trên Arbitrum sau này sẽ có tốc độ thực thi giao dịch nhanh hơn gấp 10 lần Arbitrum Nitro ở thời điểm hiện tại, và đi kèm với đó là phí giao dịch cũng sẽ giảm hơn gấp 10 lần. Ngoài ra thì bản cập nhật Stylus cũng đem đến một vài sự hỗ trợ và nâng cấp cho EVM, cũng như là gợi mở ra tương lai mới cho Layer 3. Thì khái niệm về Layer 3 vẫn còn tương đối mới và đang không có sự đồng nhất về khái niệm Layer 3 giữa các Layer 2 với nhau.
Tuy nhiên thì Harry Search cũng có một buổi community call về Layer 3 ở trên Telegram, và bọn mình cũng đã có recap lại cái buổi họp này và đang ở trên YouTube của Harry Search, thì mọi người cũng có thể xem để có thể hiểu hơn về khái niệm của Layer 3. Và có thể nói là trong các Layer 2, kể cả những Optimistic Rollup hay là các ZK Rollup, thì Arbitrum vẫn là nền tảng đang hoạt động tích cực hơn cả. Và nhất là Optimism là đối thủ trực diện của Arbitrum, thì so với việc Arbitrum liên tục có những bản nâng cấp, những cập nhật mới, thì Optimism lại đang tiếp tục trì hoãn bản cập nhật Bedrock. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về từng những dự án nổi bật nhất ở trong hệ sinh thái Arbitrum. Thứ nhất là GMX là một nền tảng DEX phái sinh, và ngay cả khi mà hệ sinh thái của Arbitrum vẫn chưa thể quay lại cái mức TVL cao nhất ở trong quá khứ là khoảng 2,7 tỷ đô, thì GMX là nền tảng PUB lớn nhất của hệ sinh thái Arbitrum đã lập đỉnh về cả TVL lẫn cả giá của token GMX, khi mà token này đã đạt được mức giá khoảng hơn 88 đô vào giữa tháng 2 vừa rồi. Thì đây chính là một trong những dự án hiếm hoi đạt được on-chain high ngay trong giai đoạn downtrend khắc nghiệt này của thị trường. Bên cạnh đấy thì dựa vào những số liệu trên Dune Analytics, thì trong khoảng thời gian qua nền tảng của GMX đã đạt được một số thành tựu như sau. Về tổng khối lượng giao dịch thì đã đạt đến con số gần 107 tỷ đô. Về doanh thu mà GMX đã tạo ra thì hơn 160 triệu đô và tổng số người dùng thì đang rơi vào khoảng hơn 165.000 người dùng. Từ những cái bảng này thì chúng ta có thể thấy rằng là tổng volume giao dịch hay là lượng phí được tạo ra hay là số lượng người dùng thường xuyên ở trên nền tảng GMX thời gian gần đây đang có mức tăng vô cùng ấn tượng. So với những cái hiện tượng khác ở trên thị trường thì GMX không thật sự là quá tăng trưởng một cách điên rồ, tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một sự tăng trưởng bền vững. Và bên cạnh đó thì trading volume cũng đã bắt đầu tăng trưởng trở lại từ đầu năm 2023, khi mà giai đoạn cuối năm 2022 thì khá là im ắng. Trong đó các giao dịch future liên quan đến ETH và BTC vẫn đang là hấp dẫn nhất ở trên GMX. Và khi mà đặt GMX bên cạnh những nền tảng về PubDex phổ biến nhất ở trên thị trường, ví dụ như là Perpetual hay là DYDX hay là Quanta của Synthetic hay là Gains Network, thì chúng ta thấy rằng GMX đang là dự án chiếm được spotlight nhiều nhất của thị trường. Và về độ phổ biến thì GMX chỉ đứng sau DYDX mà thôi. Tuy nhiên thì bản thân GMX vẫn còn nhiều những vấn đề khác cần giải quyết để có thể scale up cái mô hình của mình lên nhiều hơn nữa. Ví dụ như là có thể hỗ trợ nhiều loại tài sản hơn cho các giao dịch future, hay là hỗ trợ về impermanent loss cho các LP, và nhiều cái phương án khác mà mình có thể sẽ đề cập đến ở một video sau, thì mình sẽ phân tích cụ thể hơn về riêng dự án GMX. Tiếp theo là nền tảng Radiant Capital. Đây là một nền tảng về lending và borrowing lớn nhất trên Arbitrum. Thì trong khoảng thời gian vừa rồi, Radiant Capital đã có bản cập nhật V2, đã mang đến cho nền tảng này một cái góc nhìn mới đối với người dùng, và cũng đã mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới cho Radiant. Với phiên bản version 2 thì Radiant sẽ tích hợp thêm Layer 0 là cây cầu xuyên chuỗi có thể cho phép các tài sản blockchain khác nhau được sử dụng làm tài sản thế chấp trên Radiant. Tức là khi này thì người dùng có thể vay cross-chain. Và bên cạnh đó thì Radiant cũng đã có một vài cái cập nhật khác để tokenomics, như là tăng thời gian lock token RDNT từ 28 đến 90 ngày. Và khi mà bạn muốn nhận phần thưởng của mình thì có thể phải chịu mức chiết khấu lên đến 75% so với chỉ 50% như ở phiên bản version 1. Tuy nhiên là trong một vài điều kiện thì cái mức chiết khấu này có thể thấp hơn 10%. Và bên cạnh đấy thì bản cập nhật version 2 cũng có một vài cái thay đổi về mô hình phí của giao thức. Trong khoảng thời gian gần đây thì Radiant Capital cũng đã có thông báo chính thức tích hợp với Chainlink, sử dụng sản phẩm của Chainlink, thì chúng ta thấy rằng đây cũng là một bước tiến tương đối quan trọng của nền tảng lending. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi nhìn nhận về cuộc chiến DEX War, là cuộc chiến liquidity của các DEX với nhau. Như chúng ta đã biết thì trong thời điểm hiện tại thì các hình thái của một AMM DEX ở trên thị trường nó không quá là phức tạp. Và khi mà các dự án không có gì khác biệt so với nhau thì cái cách duy nhất để có thể bootstrap được thanh khoản và lôi kéo thêm được người dùng đấy chính là triển khai các chương trình liquidity mining. Và hiện tại ở trên Arbitrum thì đang có 2 AMM đã triển khai được cái mô hình này, đấy chính là CyberSwap và SolidLizard. Cả CyberSwap và SolidLizard
đều đang cho farm gặp native token của mình cùng với ETH và USDC với mức APY khá là cao ở ngưỡng tầm khoảng 900-3000%. Tuy nhiên có một vài điều sau đây mà mọi người cần phải chú ý. Thứ nhất là các dự án này tuy là đã được audit, tuy nhiên thì các bên audit cho những dự án này thì chưa phải là những bên hợp pháp và chưa được Arbitrum hỗ trợ chính thức ở trên Twitter. Cho nên là chúng ta vẫn phải cẩn thận ở trong quá trình đi farm. Thứ hai là việc mua native token của dự án thì chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ, bởi vì là các native token này được farm ra rất là nhiều mà cái mô hình của họ không cho phép tái chế cái phần native token đó, cho nên áp lực bán là tương đối lớn, và đặc biệt là đội ngũ phát triển thì đang nắm rất là nhiều trong allocation của dự án. Thứ hai đấy là đội ngũ phát triển của những dự án này và cũng như là rất nhiều dự án khác trên Arbitrum thì hầu như là ẩn danh, cho nên mọi người cần có một chiến lược cụ thể hơn ở trong cả cái quá trình cung cấp thanh khoản ở trên các AMMDEX mới ở trên Arbitrum. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với nền tảng launchpad duy nhất ở thời điểm hiện tại ở trên Arbitrum, đấy là Camelot. Thì Camelot thì thật ra Camelot cũng là một DEX, cũng là một AMMDEX, nhưng mà so với những sản phẩm mà mình vừa giới thiệu thì Camelot lại không thu hút cái spotlight của thị trường bằng cách triển khai chương trình liquidity mining, mà họ tập trung vào sản phẩm launchpad của mình. Và cơ chế hoạt động của Camelot thì tương đối là đơn giản, đấy là sẽ có một pool token riêng và sau đó thì người dùng sẽ deposit token USDC của mình vào pool, và sau khi mà thời gian kết thúc thì tổng lượng USDC đó sẽ được chia cho lượng token, thì sẽ ra giá IO của token. Và đây là cách triển khai khá là khác so với những mô hình launchpad sổ số phổ biến. Và chính vì FOMO cho nên là dẫn đến những cái dự án sau khi mà public sales ở trên Camelot đã được định giá về trị về full market cap ở tầm 50-80 triệu đô. Và đây thì là một con số rất là cao và đã khiến cho rất nhiều nhà đầu tư bị đu đỉnh. Dự án gần đây nhất của Camelot đấy là Chove thì đã được định giá khoảng 80 triệu đô tại vòng public sales. Và điều này đã khiến cho dự án khi vừa lít sàn thì chưa kịp tăng trưởng đã bị xả từ những cái nguồn chưa rõ ràng. Tiếp theo là một số điều mà mọi người cần phải lưu ý khi mà tham gia vào mua public sales ở trên Camelot. Đấy là thứ nhất là mua sớm hay là mua muộn thì cái giá của bạn mua đều là như nhau. Vì vậy cho nên chúng ta không cần phải quá là FOMO, mua sớm từ những phút đầu tiên mà chúng ta cần phải quan sát. Thứ hai đấy là thường thì trước khi dự án public sales thì đội ngũ phát triển của dự án sẽ có những cái lời hứa khá là nhiều ở trên mạng xã hội, nhất là trên Twitter. Và thực chất nếu như mà Camelot có tổ chức launchpad theo dạng sổ số thì các dự án cũng sẽ rất là dễ ích được nhiều lần, và từ đó thì có thể dễ dàng thu hút được người dùng vào nền tảng. Và việc Camelot triển khai cái mô hình launchpad theo hình thức này thì có thể nói là tốt hoặc là trục lợi cho phía dự án. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi nhìn nhận về cuộc chiến GLP Wars, là cuộc chiến về việc chia sẻ doanh thu của giao thức GMX. Ở thời điểm hiện tại thì đang có rất là nhiều bên tham gia vào GLP Wars, bởi vì GMX đang có chương trình chia sẻ đến 70% doanh thu của nền tảng cho các GLP holder. Và chúng ta có một số bên lớn nhất đang tham gia, ví dụ như là Abracadabra với đâu đó khoảng hơn 35% market share của GLP, với Jones DAO là khoảng 25%, với Plutus DAO là khoảng 12,5%, và GMD và Rigtrade thì hơn 10%, và cuối cùng là Mugen với khoảng 4%. Và thông qua những cái số liệu như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng những cái nền tảng khởi động sớm, ví dụ như Rigtrade hay là GMD hay là Plutus DAO thì đang dần mất cái thị phần vào tay của những người đến sau, ví dụ như là John Dows hay là Abracadabra. Và điều này cũng là điều dễ hiểu khi mà ở trong cái cuộc chiến GLP Wars này thì mới chỉ có 2 dự án tham gia vào giải quyết vấn đề về impermanent loss cho các GLP holder, đấy là Jones Dow và Rigtrade. Và tuy nhiên thì trong quá trình hoạt động thì mô hình của Jones Dow cũng đã có phần tốt hơn so với Rigtrade. Và đây cũng chính là lý do mà Rigtrade đang mất dần thị phần vào tay của Jones DAO. Ngoài ra thì chúng ta có Plutus DAO thì mô hình cũng khá là đơn giản, như là Convex với cuộc chiến cấp Wars, và cũng không có sự khác biệt quá là nhiều. Còn đối với trường hợp của Abracadabra thì sự tăng trưởng trong market share của GLP
mà Abracadabra nắm giữ thì có thể đến từ hai lý do. Thứ nhất đấy là vì token MGLP trong tay của Abracadabra được sử dụng trong cái mô hình farming có thể được sử dụng đòn bẩy. Và có thể thấy rằng là Abracadabra đã làm cho GLP trong tay những người user có thể sinh ra được nhiều lợi nhuận hơn mà họ không cần phải tập trung vào giải quyết vấn đề xử lý impermanent loss giống như là JonesDAO hay là RickTrade. Thứ hai đấy là Abracadabra là một dự án lâu đời và đã có một lượng người dùng nhất định rồi. Và theo mình quan sát ở thời điểm hiện tại thì có hai hướng phát triển xung quanh GLP. Đấy là thứ nhất là nhóm những dự án tập trung vào việc loại bỏ impermanent loss cho LP như cách mà JonesDAO hay là RickTrade đang làm. Và trong cái nhóm này thì JonesDAO chính là dự án đang chiếm được lợi thế. Và thứ hai là nhóm gia tăng thêm use case cho GLP, ví dụ như là BluetoothDAO hay là Mugen. Nhưng mà theo cái nhóm này thì Abracadabra đang là dự án chiếm ưu thế hơn. Trọng điểm của cái cuộc chiến GLP War này là ai nắm được GLP nhiều hơn thì sẽ nắm được 70% doanh thu của GMX. Và với một cái nền tảng mà chúng ta đã phân tích ở phần trước của video như là GMX với một cái sự phát triển tương đối là ấn tượng thì đây là một con số tương đối lớn. Cùng nhìn lại về con số về doanh thu mà GMX đã tạo ra mà ở phần trước của video mình đã đề cập là rơi vào khoảng 160 triệu đô, tính ra là 70% của con số đấy sẽ là con số không hề nhỏ đối với một giao thức. Ngoài ra thì chi tiết về cuộc chiến GLP Wars thì có thể là mình sẽ bổ sung ở một video sau một cách cụ thể hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Option War, là một cuộc chiến giữa mảng của các dự án làm về option trading. Ở thời điểm hiện tại thì ở trên Arbitrum có rất là nhiều dự án option đang được triển khai, với dự án dẫn đầu là Dopex hay là Lyra thì cũng đã từ bỏ Optimism để đến với Arbitrum. Ngoài ra thì còn có những cái tên mới, ví dụ như là Premia, Buffer Finance hay là Derry Protocol, hay là những cái tên còn mới hơn nữa như là Antimatter hay là Opium. Và có thể nói các dự án DeFi về mảng option đang rất là bé nếu mà so với nền kinh tế TradeFi. Và bản thân cái mảng option này cũng đang bị đánh giá khá là thấp, khi mà trong DeFi thì người dùng tương đối là kén dùng mảng option, vì chúng ta chỉ quen so với những giao dịch về perpetual. Và việc các dự án option đang đổ bộ lên hệ sinh thái của Arbitrum thì cũng là một dấu hiệu để cho thấy mảng offline có thể diễn ra một offline summer. Tiếp theo là về thị trường NFT và gaming ở trên Arbitrum thì chúng ta có thể nhận thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì ChesterDAO là nền tảng về NFT và gaming lớn nhất ở trên Arbitrum. Tuy nhiên thì có một sự thật đang diễn ra đối với ChesterDAO, đấy là số lượng game, thứ nhất là số lượng game đang có sự suy giảm khá là mạnh sau khoảng thời gian đầu ra mắt, và chỉ có một số ít game là có thể giữ được lượng người dùng. Và điều thứ hai đấy là các mô hình game của ChesterDAO đang thật sự là không có nhiều sự đổi mới khác biệt so với những cái gì đã có. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được tiềm năng của mô hình ChesterDAO, bởi vì nền tảng này đã loại bỏ mô hình hai token của các mô hình play to earn truyền thống. Và bản thân của mình khi mà trải nghiệm các tựa game của ChesterDAO thì mình thấy rằng về ưu điểm thì các game đang có những độ khó và thách thức nhất định, và các game ở trên ChesterDAO cần đa dạng hơn về yếu tố gameplay. Cuối cùng chúng ta đến với một số dự án khác và những cập nhật nổi bật khác của Arbitrum. Thứ nhất là đối với Vesta Finance thì đây là một dự án về nền tảng về mảng CDP. Thì Vesta đang gặp những khó khăn đầu tiên trong việc peg 1:1 cho token VST. Và trong những ngày đầu của tháng 2 thì Vesta đã chính thức tung ra chương trình Vesta Module để có thể biến VST trở thành một trong những stablecoin có thể có mức lãi suất lên đến 10%. Và cái mức APY này có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào bởi DAO của dự án. Và trong khoảng thời gian sắp tới thì Vesta Finance có thể sẽ triển khai thêm những chương trình như là Vesta Lab, là VSTA Staking Module, và TVL của Vesta cũng đang tương đối ổn định ở mức hơn 21 triệu đô. Tiếp theo là